Chúc gia đình anh chị nha, cảm ơn phát tài nha. 1, 2, 3, 4. Rồi, mời mọi người nha. Cân gì? Lặng về lốc chú. Đang nấu cơm niêu mọi người. Đang thử nghiệm nấu cơm niêu này. Đúng là nhão đó. Nhão, châu chó nhão đi. Nhão đi rồi phải có kinh nghiệm chứ. Đây mọi người nha. Cái này anh bật ở đâu đây? Bật đâu? Bật này hả? Bật tí này bật. Những cái này bằng điện, điện nó là bằng ga. Ga chứ. À, nó bằng ga thảo nào nó cũng bình thường rồi đúng không? Bình thường không? Có gì đâu, nguy hiểm đâu. Rồi, hắn bằng điện mới đắt rồi anh chị. Điện rẻ hơn ga. Rẻ hơn hả? À, sao? Điện là rẻ hơn ga. Cái này là sản xuất của thằng mua này, có phải thằng Thái không? Đâu, Việt Nam. Việt Nam thôi. Mẹ thằng Thái là mẹ thằng Thái là nó ga hết rồi mọi người. Quá trình này sử dụng bằng ga nhé. Chưa rồi từ trải nghiệm này. Chủ nhật em bật rồi. Kiếm bảo rồi. Thừa mất nhiêu ta? Nhưng mà thừa được. Bỏ rồi anh chép cũng kín. Được. Đây này. Anh tính rồi mà. Ôi, chẳng nghiêng gì, đỉnh ôi. Anh đến từ đánh chất đi. Anh lấy cái chân chèn này nghiêng trong này. Thôi nghiêng tí hồ không cho. Nghiêng tí là nó có nước đâu. Được. Được rồi, thẳng rồi, bỏ đây. Ok. Bỏ đây cái, rồi ok. Ok, bỏ đây kín không? Bỏ chết mẹ cái... Cái gì? Cái đánh lửa của nó bởi đế độ, trên đây sao? Không có lửa luôn chứ. Ra mặt là nấu lắm niêu gì? Ý là anh định nấu cơm niêu này ship hả? Hả? Đúng rồi. Ông lắm trò. Ai xin chào quý cô bà con anh chị nhá. Đến với kênh Biển Lặng Vlog Lốc. À, hôm nay tại nhà ông anh bà chị dâu. Gọi là ông Lê Thị Định nhá. Muối ớt tinh. À, hôm nay là làm bữa cơm chung vui cuối năm từ như miền miền Nam mà gọi là tất niên đó, chung là cơm niêu kính mời bà cô dì chú bác của kênh Biển Lặng Vlog Lốc là tới chủ của gia đình nha. Chúc gia đình anh chị nha, cảm ơn phát tài nha. 1, 2, 3, 4. Rồi, mời mọi người nha. Cân gì? Phải nói là con người Việt chúng ta là rất đoàn kết mọi người. Mỗi năm có một cái hay. Mỗi năm cũng phải là xuân này tết hết đúng không? Nó bị rung như này. Gà thì nuôi nhưng heo người ta nuôi. Nó vẫn bị rung. Gà nhà nuôi nhưng heo người ta nuôi. Đây, mình đắp lên tay kìa. Đây, bà mẹ Việt Nam ăn trầu. Có cái món cơm niêu là ông anh cũng vừa mới nấu, có đặc biệt không? Có cái gì đặc biệt không chị? À, thơm ngon đến giọt cuối cùng, đến hột cuối cùng đúng không? Tuy rằng là chất đồng quê thôi mọi người ạ, nhưng mà nó có một cái tình cảm được giữ kín ở trong lòng. Đây thì vào đây. Đây nào. 1, 2, 3 vô nè. Tuấn đẹp trai này. Đó, nhìn cái mặt là biết. Anh này chưa có vợ nha mọi người nha. Chưa có vợ. Gọi là ế. Ế muôn năm. Tôm để ăn cả cúng á, mà vợ thì không chịu lấy. Toàn là ăn chờ ăn trực quen rồi. Này, chào cái thanh niên. Chào kênh nào. Chào cô chị chú bác nào mọi người. Vô. Nào, vô. Chào cô chị chú bác mà xíu được lên TV hết rồi. Ngon không? Cơm niêu ngon không? Cơm niêu mẹ nấu ngon không? Ngon cơm niêu mọi người. Con nổi lên chị em ăn cơm thì đang ngồi TikTok nhớ miền Lạng đó. Đi ăn đi con. Đi ăn nữa. Chào đồng chí. Chào ngon không? Ngon. Vui lắm mọi người. Cái máy nó bị lệch nhỉ. Bố đi.
Tôm đây là của bà con miền Tây nhá mọi người nhá. Còn là người miền Bắc ăn. Đấy. Tôm thì miền Tây, gà là của người miền Đông, ếch là của người Tây Nguyên. Anh em ta là người miền Trung hết chứ đúng không? Người miền Trung hết mà. Đẹp không? Ngồi đây trên. Ngon quá. Em quay chơi về sau em cắt hết à? Sau về cắt hết mà. Không về cắt hết. Đây. Em cộng với các đồng chí mình dịch lại. Dịch bằng tiếng tiếng tàu. Bây giờ là anh cũng thành hóa luôn à? Thành hóa, thành hóa không? Anh tên anh. Nãy là lọc xong rồi giờ. Ở đây toàn người dân ta mà. Thành hóa nhà ta này. À, dô ta dô ơi. Dô ba hai dô. Sao mà anh Hùng à? Chơi kiểu sông mái luôn. Dồn nước khí không làm gì nữa. Dồn nước suối uống mà bóng yêu mạnh quá. Anh Nghệ An hả? Em Hà Tĩnh. Hà Tĩnh nhá, em Nghệ An. Nghệ An kìa. Nghệ An, em Nghệ An. Quế Phong, Nghệ An. Anh Quế Phong hả? Anh Quế Phong hả? Anh ở đâu? Quế Phong anh nói tiếng ngoài bằng. Không, em là gốc ở Thanh Hóa. Gốc Thanh Hóa. Dễ, dễ là dễ trong má. À, nhưng mà chứ sao chuyển sang lá sen. À, đúng rồi, cứ dễ mà dạ. À, chắc có lẽ cũng à. Xin xuống luôn đây mọi người để anh em chung vui vài ly rồi. À, xin hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha. Bye bye, chào tạm biệt nha. Chúc mọi người một buổi tối tràn đầy hạnh phúc yêu thương cùng gia đình nha.